Chào chào hết cả nhà. Trưa hôm nay nhắc lại là cái buổi trưa đầu tiên của chúng ta. Cái buổi rất là quan trọng. Thành ra chúng ta nhớ cái sự thực tập của mình. Và có lẽ là mình sẽ phải nghe lại cái bài này trong những ngày sắp tới. Và mình phải thực tập một cách nghiêm chỉnh ít nhất là 3 ngày liên tục khi có sự hỗ trợ của anh chị em thiện nguyện viên trong ban tổ chức, thì mình mới có một cái thói quen mới. Và từ những cái rất căn bản này, chúng ta phải đem về thực tập trong đời sống hàng ngày của mình, thì mình mới hy vọng rằng mình có cái sự chuyển hóa tốt đẹp hơn cả thân lẫn tâm, cả bệnh tật cũng như là những người chưa có bệnh tật. Bởi vì cái sự thực tập của chúng ta nó rất là căn bản, cho nó không đòi hỏi cái gì cao siêu sâu xa, và nó ở đâu hết cả, tức là luôn luôn trở về với chính mình. Và cái điều này chúng ta đã được sứ giả của vũ trụ nhắc chúng ta quá nhiều lần trong thời gian 20 tháng rồi. Có thể nói là hơn 20 tháng rồi. Và đặc biệt là trong cái thời gian vừa qua, cả hơn 100 ngày, 120 ngày chúng ta được thực tập một cách nghiêm chỉnh, rốt ráo hơn. Nhưng mà chắc chắn vẫn có khá nhiều người chưa tỉnh giác, chưa tận dụng cơ hội. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta có được cái cơ hội hỗ trợ như vậy thì chúng ta phải cố gắng tận dụng và thực tập nghiêm chỉnh. Và chúng ta thấy rằng chúng ta nói là bình thường mới, tức là khi chúng ta học những cái rất bình thường, từ cái tư thế ngồi, cái cách mình ăn, cách mình tiếp nhận thức ăn, cách mình sử dụng cái thức ăn, cái tâm thức của mình ở bên trong như thế nào, cái tư thế bên ngoài như thế nào, tất cả những cái này nó quá bình thường trong cuộc đời, phải không? Thậm chí ai cũng biết, ông bà mình nói học ăn mới học nói, ăn học, ăn nói, ăn làm, ăn ngủ, ăn chơi, ăn tiệc, ăn giỗ, ăn cưới, ăn hỏi, ăn sinh nhật, đủ thứ cái gì cũng phải ăn hết. Thì cái chuyện nó quá bình thường trong cuộc đời của chúng ta rồi. Có thể mình nói là mình nhàm luôn, ăn cái món này nó thường quá, nó nhàm, nó chán, phải đòi đổi món khác. Nhưng mà khi chúng ta đổi những cái món mới, thì chúng ta có biết rằng chúng ta đang làm trái với cái trật tự vũ trụ. Chúng ta đang tự làm giảm cái chất liệu dinh dưỡng, chúng ta đang làm rối loạn, và thậm chí chúng ta đang đầu độc mình không? Lấy ví dụ, bây giờ mình ăn cơm bình thường, nó từ cái gạo. Nhưng mà giờ mình chán cơm quá, ăn ngày nào cũng cơm quá, giờ nó ngán. Vậy thì giờ phải làm gì? Phải đi ngâm lên, xay bột, làm bánh bèo, làm bánh tráng, làm bánh cuốn. Nha. Rồi chưa, làm bún, làm phở. Rồi từ cái đó chúng ta còn chế biến bao nhiêu món nữa, bún nước, bún khô, mì Quảng, mì Huế. Rồi chúng ta thêm bao nhiêu thứ gia vị, tốn bao nhiêu công sức, mất đi bao nhiêu chất dinh dưỡng, mà lại đưa bao nhiêu độc tố vào trong người của mình. Vậy thì bây giờ chúng ta trở về cái gọi là bình thường mới. Chứ chúng ta phải, tất cả những cái việc nó rất là bình thường và tầm thường đó, chúng ta phải làm mới cái tư duy của mình, làm mới cái nhận thức của mình, làm mới cái cách sống của mình, làm mới cái cách tiêu thụ của mình. Thì đó là những cái gần nhất trong cuộc đời của mình, chứ nó không đâu xa hết cả. Mà những cái này mình chưa làm được thì đừng mong rằng mình có cái nhận thức, cái tư duy đúng để duy trì cái mối quan hệ của mình với người thân của mình, cha mẹ, con cái, chồng vợ, hay bạn đồng nghiệp, hay người hàng xóm. Rồi một cái rất căn bản, quan trọng là chúng ta đang sống trong một cái nhà rất lớn, là thiên nhiên, là vũ trụ. Thức ăn cũng từ đất, từ trời mà ra. Không khí chúng ta hít thở cũng từ trời mà ra, từ cây cỏ mà ra. Nguồn nước chúng ta uống cũng từ đó mà ra. Tất cả mọi thứ mình được bảo vệ, được nâng niu, được chăm sóc, mà mình đang đi phá hủy nó, mình đang đi tàn hoại nó, mình đang đi lạm dụng nó, đang bóc lột nó. Thành ra đến cuối cùng thì mình sẽ lãnh đủ cái hậu quả thiên tai, bão lụt, hạn hán, tất cả đều do mình tạo ra hết.
Vậy thì từ cái quan hệ gần nhất trong đời sống của mình, ngay trên thân và tâm của mình, mà mình không làm mới lại thì chúng ta sẽ chả bao giờ làm mới được cái điều gì hết nha. Vậy thì sau những ngày tháng chúng ta cả nước gồng mình gian lao tốn biết bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu công sức và thậm chí bao nhiêu sinh mạng đã ra đi, vậy thì chúng ta học được cái bài học gì trong 3 tháng 4 tháng qua, để rồi bây giờ khi mình gọi là bình thường trở lại, mà nếu mình không làm mới tư duy, cách sống, cách sinh hoạt, cách làm việc thì coi chừng mình đã phủi hết bao nhiêu công lao của bác sĩ, y sĩ, của toàn dân. Mình phải lãng phí biết bao nhiêu tiền bạc của ngân sách nha. Rồi liệu mình có thể chống chọi được với những cái dịch bệnh, với những cái thiên tai sắp tới hay không, nếu chúng ta không thay đổi cái nhận thức, cái cách sống của mình. Vậy thì đây là chúng ta nhớ là từng những cái việc rất căn bản, rất bình thường, chúng ta phải trở về, chúng ta xem xét lại, chúng ta phải thực tập. Mỗi một người phải có ý thức và phải thực tập trong từng việc một của mình, chứ không có nói suông. Cái con người của chúng ta nói chung và người Việt Nam mình nói riêng, mình nói rất nhiều, mình nói rất là hay, ngữ từ ngữ của mình rất mạnh mẽ, rất bóng bẩy, rất cao siêu, nhưng mà thực tế có những cái rất là căn bản trong đời sống mình không làm được, có những cái rất bình thường trong đời sống mình không làm được. Vậy thì mình cứ chờ ai đó làm cho mình, chờ phải nhà nước làm, cơ quan đoàn thể nào đó làm mà mình không làm. Lấy ví dụ như chúng tôi nói quý vị, từng cái ý thức, từng cái nước mình sử dụng như thế nào, cái nước thải, cái rác thải mình ra mình có ý thức không, cái thức ăn mình đưa vào mồm vào miệng của mình có ý thức không, hay là mình chỉ đưa vào theo cái thói quen, theo cái sở thích của mình thôi, khi cơ thể mình nó phản ứng lại mình có lắng nghe nó không, hay là mình cố gắng lảng tránh nó đi, và thậm chí tệ hại hơn là mình còn đàn áp nó, mình còn tấn công nó bằng thuốc, bằng dao, bằng kéo, bằng đủ thứ gì hết. Vậy thì mình thử xem mình có đối xử đúng tốt với cơ thể mình chưa, thì làm sao mình đối xử đúng đúng tốt với những cái người thân xung quanh mình và với cái ngôi nhà của mình à. Thành ra bình thường mới, chứ nó không có gì cao siêu cả. Chúng tôi không mong muốn là quý vị phải làm thiệt nhiều tiền, chúng tôi không mong muốn quý vị phải là ông này bà kia, chúng tôi không mong muốn quý vị phải làm sao cho cái nhà của mình nó thiệt to, cái xe của mình thiệt đẹp, mà chúng ta mong muốn rằng mỗi một người là có ý thức để mình có được cái sức khỏe, có được sự bình an. Điều đó là điều chúng ta mỗi người phải tự làm, và chỉ có mình mới làm được cho mình mà thôi. Tất cả những cái nguồn trợ duyên cho mình từ bên ngoài chỉ là tạm bợ, chỉ là hỗ trợ mà thôi. Mình là người tiên quyết nha. Từ cái cách mà mình nói, từ cái ngôn từ mà mình sử dụng cũng vậy. Và một cái điều rất là quan trọng là mình phải xem nó như là những cái việc rất bình thường trong đời sống của mình, và phải làm liên tục, bởi vì vô thường là không có gì tồn tại mãi với thời gian. Cái gì muốn tồn tại, cái đó phải được nuôi dưỡng. Vậy thì cái gì đang tồn tại, cái đó đang được nuôi dưỡng. Bệnh tật, khổ đau, phiền não, dịch bệnh, ai tạo ra nó, tại sao nó tồn tại, phải không? Thì mình đừng đổ lỗi cho người khác, mình phải gánh lấy cái trách nhiệm của mình, và mỗi một người phải có ý thức chuyển hóa, và chuyển hóa một lần nữa từ những cái rất căn bản bình thường trong đời sống của mình. Đừng có chờ đến lúc nó báo hiệu, có dấu hiệu thì lúc đó mình lảng tránh, đàn áp nó nha. Thì đó là cái ngày đầu tiên chúng ta thực tập, cái buổi ăn đầu tiên rất quan trọng này, thì chúng ta mong rằng quý vị sẽ cố gắng nghe tới nghe lui, nắm vững nguyên tắc, thực hiện cho thật nghiêm chỉnh và thực hiện liên tục. Càng thực hiện được nhiều bao nhiêu thì chúng ta sẽ gặt hái lợi lạc nhiều bấy nhiêu. Rồi, cảm ơn đại chúng. Rồi.